Hẹn gặp nhiều nha mấy bạn. Chống nắng hay xanh xanh, mát lạnh vào mùa hè. Đây mình cho mấy bạn xem nha. Bạn nào mà mình nợ hàng đợt trước á, đợt này mình sẽ trả hàng, có gì inbox mình lại nha. Sáng giờ mình gói hàng đi rất là nhiều luôn á mấy bạn. Chai này là 180k. Mấy bạn mua trên Shopee sẽ có giá ưu đãi hơn nữa nha mấy bạn. Tùy theo chương trình ưu đãi có thể là 170. Xài mát lạnh da luôn. Một bộ chống nắng này nó tặng kèm thêm một cái bông nữa nha. Đây là mình bán đúng hàng chính hãng nha mấy bạn. Này, hàng sử dụng tới 17/4/2021 luôn nha. Mấy bạn mua hàng alo 0932003914 hoặc là Facebook Lý Thanh Thảo giùm mình nha. Nếu mà mua hàng trên Shopee thì mấy bạn gõ mua lên 1410 ra Hisu Shop nha mấy bạn.